Rồi, chào anh em. Hôm nay 22 tháng 2 năm 2020. Cháu Phúc Thắng mình mới về được một máy TDS 50 đời cao. Đầu số 23 ha. Tình trạng là cực đẹp. Máy là bao nổ, bao êm, bao không giẫm hú, sơn zin 100% không giẫm tốt. Giá cho cục máy CDS 50 ngày 22 tháng 2 năm 2020 là 6 triệu 2 ha. Nó bao gồm là cục máy, bình xăng con, nắp cá. Như hình thôi nha anh em, thành sao hàng bậy. Máy là cực đẹp ha. Bây giờ mình quay cái nắp cá trước cho anh em xem. Sơn zin 100%. Đó, máy là nguyên zin, cực đẹp. Còn bộ lửa thì em nói là gọi là như mới. Bộ lửa là như mới luôn ha. Không lỗi lầm, không có cứ hết. Đây là đúng máy CDS. Nhìn tổng số là anh biết ha. Đầu 23 nè. Dây lửa dài nè. Lửa đầu chùa thì như mới luôn. Lóc đầu lên bông keo rất là đẹp. Này máy đời cao. Nên máy rất là đẹp nha anh em. Giá là 6 triệu 2 cho cục máy CDS này. Máy này cực đẹp luôn. Rồi anh em nào có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Cửa hàng shop của cục xe Quốc Thắng. Cục máy CDS 50 ngày 22 tháng 2 năm 2020. Giá là 6 triệu 2. Cảm ơn anh em đã xem tin.